lũ về cả nhà ơi. Đánh bao phòng qua, đánh bao phòng qua. Nước dữ lắm nha em. Đi đường dưới đây hay lên đây? Giữa chảy mạnh lắm đó nha em. Nó có cái hồng thác đó. Ok anh em, con tư. Rồi anh em mình qua luôn. Nè nó lại. Lớn quá ha. Lớn quá. Lũ dày. Đó nặng lắm. Ừ. Ui thằng đá luôn. Rồi. Đây rất cao mưa kìa. Đánh trời xuống nước luôn. Rút qua bản miếng em ơi. Rút qua bản miếng nữa. Đó. Miếng nữa, phan. Rồi miếng nữa. Rồi đẩy qua. Đó. Đó, bao đẹp ha. Ừ. Tâm xin chào cả nhà mình nha. Để đầu video Tâm xin gửi lời cảm ơn và chúc tất cả mọi người đang xem video của Tâm một ngày mới thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Thì vẫn như thường lệ là Tâm lại tiếp tục đi rừng săn cá nữa cả nhà. Và cái chuyến hành trình hôm nay là nó đặc biệt lắm. Vì hôm nay là có một đứa em. Thì từ hồi nãy giờ là mấy anh em Tâm tranh thủ di chuyển qua. Tình hình hiện tại cả nhà, phía sau lưng Tâm nè, gia đình mình thấy ông nước nó tràn lên luôn rồi nè, là nước đỏ nó đang vời á. Thì cái mùa này á, vào đúng cái tháng này luôn, năm ngoái á, là Tâm có săn cá mùa nước đỏ á. Thì năm nay á, vẫn theo định kỳ, thì hàng năm á, là Tâm vẫn về cái vùng nước đỏ này để mình săn, có gặp cá lăn luôn á cả nhà. Thì không biết là mình có may mắn hay không. Thì từ hồi nãy giờ mưa nhiều lắm, Tâm với mấy anh em á, là tranh thủ che cái chòi, tranh thủ làm xong cái chòi này. Tâm đứng xa xa cho mình nhìn thấy ở dưới cái tán cây si nè. Thì Tâm chọn những cái tán cây này tại cái cây si này nó cứng lắm, và xung quanh đây là chỉ có cái chỗ này là nó đỡ bị gió hai bên đó cả nhà, nên rằng mình chọn cái chỗ này ba anh em Tâm là sẽ cắm trại. Thì cũng xin giới thiệu với cả nhà mình luôn, thì hôm nay là có em Tài nữa. Đây, chào cả nhà. Thì em Tài, đặc biệt là em Tài này là bên tại câu cá, tại fishing đó cả nhà. Tại câu cá. Thì trong cái giới mà đam mê về cái bộ môn mà câu cá rừng đồ á, thì không ai xa lạ em Tài đâu. Thì đây cái đợt này anh lên đây nữa là tròn một năm luôn á em. Đúng rồi, một năm mấy tuần, hai tuần. Mà cái mùa trước á, mình thành công rất là nhiều trên này luôn, được cá chạch, cá lăn gì đủ thứ luôn. Trời ơi, hy vọng là mùa năm nay á, là mình sẽ thành công hơn nữa cả nhà. Hôm nay là mình đi đúng cái nước lũ này nè. Ừ. Có thể là đụng hàng đó. Đúng. Gia đình mình thấy sau lưng Tâm không nè, nước nó tràn lên tới mí luôn. Và em Tài nói á, là cái đợt này là cao điểm nhất luôn rồi nè. Từ đầu năm giờ? Ừ. Chưa đâu, có thể nó còn cao hơn. Nếu mà áp thấp này mà nước mà lớn là anh em mình có thể mắc kẹt đó. Mắc kẹt luôn không? Mắc kẹt đó. Thì anh lại thích những cái mạo hiểm vậy á. Leo cây ha, leo cây. Ví dụ như mà bây giờ nó ngập hết á, mình leo lên cây. Ok. Hợp lý. Và cũng không thiếu một gương mặt quan trọng nữa là em Hạnh. Đây. Thì em Hạnh hồi nãy giờ á cả nhà, là phụ Tâm với em Tài á, là tranh thủ mình làm cái chòi. Rồi bây giờ trước mắt á, thì Tâm cũng có chuẩn bị một phần thịt để mấy anh em á, dùng cơm tạm á. Vì di chuyển lên đây á, là nó trễ rồi. Bữa nay mình ăn thịt trước đó nha em.
giờ rồi, chưa okay. Có rau rác gì hết á. Có là anh là ok rồi. Tranh thủ mấy anh em dùng cơm xong rồi bắt đầu là trời hòm tối là mình đi móc mồi giăng câu á cả nhà. Thì cái chuyến hành trình hôm nay là Tâm sẽ dùng mồi cá sống. Thì để bây giờ Tâm lại ghé Tâm cập nhật cái mồi cho gia đình mình nha. Ồ lấy cá chưa? Lấy cá chưa? Lấy rồi, cá em bỏ trong cái này nè. Ừ, cá ít nè. Không em? Thêm nữa không? Không em buộc có mấy giây rồi, ít à. Okay. Là... Dạ. Ba anh em Tâm hôm nay là đi nhờ cái thuyền của em Tài luôn, tống hết lên luôn cả nhà. Mà qua cái con thác đó, ở phía xa đó, trời ơi, nó khẩm vậy nè. Nói chung là nó rất là mạo hiểm nhưng mà vui. Mọi cá rô non á, nó nằm ở trong này với Tâm cột nó lại rồi nè cho nó thoáng á. Ký cái rô non thì trung bình nó là cái con của nó có khoảng cỡ bằng một cái hơn một mắt ngón tay xíu vậy nè. Cái việc quan trọng nhất á, là vào cái mùa mưa này á, là phải chuẩn bị củi cả nhà. Thì Tâm cũng lay quay Tâm chuẩn bị xong một đống củi nè. À, một chút xíu nữa là mình trời hòm tối mình sẽ đốt lên là nấu đồ ăn và mình giữ ấm trong cái trại của mấy anh em á, là để cho nó ấm á, là bằng tại vì ban đêm á là sương á, nó rất là lạnh luôn á cả nhà, xung quanh cây này chứ nó chập sương xuống là lạnh lắm. Như bây giờ trước mắt á là anh em sẽ dùng cái món thịt đây, thịt hôm nay Tâm chuẩn bị nè. Này là một nửa, nãy em cắt ra một nửa phải không Hạnh? Đúng rồi. Này kho mấy anh em mình ăn ha, thêm vô cũng như kim rau nữa. Giờ trước mắt mình kho tạm bằng cái bình ga. Cái đường này cái nhà là mình thắng vậy nè, nó bị mắc cái vị ngọt rồi, thành ra là không có sợ nó bị ngọt á. Nó nổi lên nè anh ơi, thả vô rồi vậy là nó vàng không, nhưng mà nếu mà để nó lâu chút xíu nữa em làm không kịp á là nó sẽ bị đen á Hạnh. Ừ, nó là màu đẹp ha. Tâm là không có dùng nước màu á cả nhà, Tâm dùng đường thắng làm màu không à. Thì cái nước màu á nhiều khi ăn nó không có ngon bằng cái nước đường mà mình tự thắng ra. Mà nó cũng không có ngọt nữa tại vì nó kiểu như nó cháy á Hạnh, chứ nó bị mắc hết cái chất ngọt á. À, dạ, em tranh thủ. Đường mình tự thắng. Đường mình tự thắng ăn ngon hơn em. Thấy gì chưa? Nó nè. Trời ơi, đã quá Hạnh ơi. Có mặn rồi. Có mặn rồi. Vô mùa anh ơi. Vô mùa. Một này cũng ngon lắm em. Nó gần ra nè. Đó. Đó. Lý ha. Măng trời gai. Này cũng nhiều lắm à. Ôi ôi. Măng này phải luộc mấy nước nha Hạnh. Luộc đắng lắm. Không luộc đắng lắm. Ngon ha. Trời ơi nè. Măng sừng trâu nè cả nhà. Quá ngon luôn ha Hạnh. Ê, một đứa kìa. Đâu kìa, anh? Kìa, đó. Ê. Thấy không? Đến giờ bên này có không? Quá đã luôn. Quất đây một nữa. Chặt luôn đó. Trời ơi nè, đã ghê không đó. Chút là cái phần này nè nó hơi sơ rồi ha, phần mình gọt cỏ cái phần này nè là ở trong này đã giòn rồi nè đó.
ngon luôn. Đó, chút cái bỏ phần này bớt nè. Đã ha. 2-1 vậy. Đây Tâm thấy có được dây ổ qua rừng nè cả nhà. Ổ qua rừng á. Ồ, cái đọt nó ngon ghê không? Kiếm bớt kim vài đọt nữa, chút về chấm với nước thịt đó. Cái loại khổ qua rừng nè, cái trái của nó không có to. Cái trái của nó nhỏ nhỏ không à. Mùa này chưa hết có trái. Thấy mấy cái đọt non non. Anh em chấm với nước thịt ăn. Từ trong luôn. Mình được mấy trái rồi? Đây đây. Uống trái đó luôn. Đây ngon lắm, ăn ôi ngọt, ôi. Ngọt ngay à. Không dám ngọt đâu, chua ơi răng luôn á. Ngọt ngay à. À, có anh nè. Trái này nó chua lắm cả nhà, trái búa rừng nè. Trái này nấu canh chua ăn ngon hả Tài? Dạ, em là chua quá nè. Nguyên cái cây ở trên này nè. Hái mấy anh em ăn chung với cơm á. Chua rung người luôn á. Ngày mai anh nấu kiếm cá ơi. Hai trái này nấu canh cá anh em. Để em câu cá sát. Ok, cá nấu, nấu canh cá sát ha. Ờ. Em câu mấy cá sát thế nào có. Bữa nay mấy anh em trước mắt là vừa lên tới cả nhà. Thêm ra là mình dùng phần thịt trước. Thì săn bắt có là mấy anh em sẽ dùng sau. Trái giống trái táo ghê Tài ơi. Y chang ha. Ra lừa lừa, quất vô cái là xanh mặt. Cán một cái nó chua cho mà thấy luôn ha. Y chang luôn. Vô kêu táo rừng cũng được á. Táo rừng nó chua. Kiểu như mà ai mà không biết á Tài. Dạ. Nói là táo cắn một phát một chỗ. Cắn một phát là ê găng liền ha. Đây, cơm đi em ơi. Cơm rồi. Mời cả nhà cùng dùng cơm với ba anh em Tâm nha. Cơm khô ngon quá ha. Cơm rừng thì lúc nào nó cũng vui á cả nhà, và đặc biệt là có đủ anh em á. Thì tuy rằng nhiều khi một cái món ăn nó đơn giản thôi nhưng mà cảm giác nó ngon lắm. Mời cả nhà dùng cơm với ba anh em nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm anh ơi. Cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ngon quá. Thử cục thịt đây. Ngon. Đang ăn ớt. Quý quyền cục thịt vô coi kho vừa không. Rồi mời cả nhà nha. Thịt ngon. Quá ngon. Lý ha. Anh làm cục luôn em coi vừa ăn không em. Cứ ngon. Đói nữa, đang đói nên ăn ngon. Mời cả nhà nha. Ăn ngon ghê. Anh là mạnh ăn lắm. Phục cái vô. Ăn mạnh đi em sức trai trẻ mà. Anh nấu ăn ngon. Làm cục thịt nè. Mày giờ mình ăn cơm nha. Ngon. Quan trọng là này nè. Anh có bỏ nước màu hả? Sao ra màu này? Chấm hả? Em thắng nước màu á. À. Thắng bằng đường á Tài. Em không biết làm. lấy đường á, dầu nó soi cái đổ đường vô, mình quậy nè, một hồi cái nó nổi lên á, nó nổi hết đường lên, nó vàng á là đổ vô luôn. À. Nhưng mà phải kỹ nha, phải lẹ nha. Mày trái đúng không? Nhưng mày trái. Sao chua dữ anh. Vậy ăn cơm mới ngon em. Cái trái này nó chua cực kỳ luôn mà ăn ngon ghê, cái nhà nó thơm lắm, như trái khế vậy nè. Chua quá, làm miếng thịt mới được. Chua. Chua mới ngon Tài ơi. Chua lắm. Ăn kèm với thịt vô mới ngon á. Hồi nãy em quất một miếng chua. Nhiều vô, nhiều muối vô. Có vị chua ăn cơm ngon. Nhăn mặt. Em ăn chua giỡn. Chua quá. Trời ơi, chảy miếng luôn trời. Chua rung người luôn. Kẹp. Mời cả nhà. Chua rung người luôn á. Mà cái vị nó đã thiệt chứ. Đây là cái phần cá mồi. Hôm nay Tâm dùng để câu lăng vàng nè cả nhà. Đợt này là đi ra ăn mồi sống rồi, còn vui. Cá cái này cũng ngon.
bơi đã lụm liền. Cái này là dừa nè, bự hơn nữa vẫn được hả Tài? Bự nữa. Bự nữa ngon ha. Bự bách các bự. Cả nhà mình có nghe những cái âm thanh mà nó ồ ồ ồ á, đó là cái tiếng mà thác á. Ở đây á là xung quanh nó là tứ bề á là thác không à. Bởi vậy á là lúc nào á là cái âm thanh á là mình cũng nghe nó rồ 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 lên hết á cả nhà. Giờ ba anh em Tâm bắt đầu đi săn cá thôi. Qua mấy cái lùm cây này nó hơi rậm. Sậy cao ngang đầu không? Như đi bên đây nè. Bên đây không ta? Đúng rồi bên đây nè. Bên đây nó ít cỏ hơn. Được không em? Được. Tâm mới bị đứt tay á cả nhà. Cái Tâm vuốt cái cây tre á.
cái lạc cho nó trúng á, ngay cái ngón tay đứng đường để cho em Hạnh cắm dùm tâm vài cần nữa. Này trời cũng hợp tối rồi đó em. Làm xíu nữa bắt đầu mình ráng ráng vài cần nữa ha. Ráng kiếm chỗ ngon ngon đã đẩy mấy cần đó. Ừ, đây. Giờ này tâm phải xài thêm đèn. Lỗ này rộng quá. Đi xuống đây. Ồ, đi tới một đoạn này tâm thấy được cái lá chua nè cả nhà. Ủa cái lá này nấu canh chua ăn ngon lắm luôn. Nó non ghê không? Đây được cây. Đây cây nữa nè. Đào rừng thì chứ nhiều lúc nó không có được nhiều. Là mà mình ăn đó, nó tốt lắm cả nhà, nó sạch đó, không có thuốc rồi. Tầm mê rau rừng. Hết mỏi anh, ngồi thay đi anh ơi. Còn cái lử không à? Hết mỏi có cơ hội rồi. Hết mỏi là mừng rồi, còn mỏi muốn mệt. Còn dính đây không biết ha. Hết mỏi là mừng rồi. Hai luôn đi anh ơi. Cái gì ăn mà đất ngồi dưới ta? Nghĩ cái lăng nhỏ nó ăn á. Phải lăng nhỏ nó chụp nó chạy phải không? Đúng rồi, nó cắn cái nó chạy. Đi anh. Đó, em thấy chưa? Được con rồi đó, cá lóc. Thấy không? Ý. Nó nhảy lên luôn em. Có lý gì. Có cá ăn rồi nha. Trời ơi, nhiêu đây là đủ ăn ba anh em rồi. Còn một đủ ăn ba anh em. Biết sao không? Hả? Ba. Cá thì ít mà măng thì nhiều. Có cá thì mình ăn cá nhiều, còn không không có cá thì mình ăn măng nhiều chút. Nè em. Cá lóc suối kho cỡ 3-4 cục măng là ngon luôn rồi. Xiên xiên cái mỏ trên nó luôn không? Ở đây nước có đỏ cả nhà, con cá nó trắng nõn nè. Nó trắng mà nó hồng lên luôn, thấy không Hạnh? Ừ. Đẹp quá ha. Nhìn nó bạc đẹp quá ha Hạnh. Ừ, nó không như lắp đồng mình ha. Con rồi. Lắp đồng mình nó đen sắc đỏ lắm. Tại em biết sao nó ở heo màu nước. Cái nước suối này nó trắng trắng, nó đục đục, nó đỏ á. Ừ. Cái con cá nó heo màu luôn. Con này kho cỡ 3-4 mục măng là ngon. Cái nhà có nhiều mình ăn nhiều. Còn có ít mình ăn ít cả nhà. Tâm cũng muốn dính nhiều lắm. Nhưng mà nhiều lúc có bữa thì nó may mắn, nó dính nhiều, có bữa một hai con rồi. Gia đình mình cũng thông cảm cho mấy anh em nha. Mưa tới nữa em ơi. Mưa râm râm rồi á. Có nhớt là được à? Ừ, có nhớt là được ạ. Nhớt móc hai con cá rô luôn. Nãy giờ hầm hết mọi quá trời luôn. Kiểu như anh sợ cá nhỏ á. Ừ, nó táp đuôi nó gỉ cái là sức mồi liền á. Hàng cà rồng.
này chủ yếu là nếu mà hình hên nó mình dính với con cá kết á. Ừ. Mùa này là mùa của cá kết nè. Nguyên đêm mùa hôm luôn cả nhà. Cắm tầm cắm mọi cá sống dính được có đúng con cá lóc. Còn bỏ nó trong cái chung nữa nè. Cái bình nè. Cái bà bắt ra mình lấy thêm cá mồi nữa Hạnh ơi. Chưa thấy có cá lăn vàng. Chỗ này cố tình đi cắm lăn vàng mà chưa thấy dính cả nhà. Đã ha. Còn một ấy hả? Còn một thôi hết. To xuống là xong luôn đó. Lượm cá mồi ra em, nửa cái rô bự em. Nửa mới cái rô bự. Trong này còn cá rô nhỏ không phải không? Thả đi. Cá rô nhỏ thả ra suối. Rồi. Lựa con rô bự. Ừ. Nước chảy nhịp phải không? Ừ. Nhìn tưởng dính đâu phải không? Nước chảy nhịp. Móc cá hè vô. Điểm ngon quá mà không hay cá ha. Ừ. Bởi cá những cá nhỏ nhiều quá thì sao nó rỉa hết mồi hết luôn em ơi. Nó thà cá này hết luôn rồi. Ồ, trời đi vui luôn rồi. Ghê không? Nó muốn kiếm mưa rồi đó. Tranh thủ thăm rồi nè. Tranh thủ. Đi em, chắc anh với em bị mắc mưa nữa. Ghê không dính luôn em ạ. Hết mồi nữa. Cá gì phá dữ trời. Dẹp anh ơi. Đâu. Cặn hớp nè. Đó. Ừ. Đó, thấy không? Ừ. Lên xuống. Cặn này hôm với cá lóc nè. Gì anh? Lăn. Đỏ hả vàng anh? Ui. Trời ơi, đã. Lên. Đã anh ơi. Trời ơi, con lăn kìa. Nè em. Trời ơi. Nó đẹp nè cả nhà. Ồ, con cá này đẹp ghê Hạnh. Nè em nhìn đây. Ồ, nó đẹp kìa. Ê, con này sóc xiên hốc mắt luôn rồi. Ồ, lưỡng 20 xiên hốc mắt luôn. Có hàng ơi. Đẹp. Đây này chỗ này. Ôi mưa rồi em ơi. Mưa. Lên hai mồi lại chứ.
từ hồi tối hôm qua tới hôm nay cái nhà Tâm bắt được hai con cá nè, một con cá lóc với một con cá lăng. Bữa nay cá không có được nhiều, hồi nó đổi màu lên nè, cái nhà mình thấy nó trắng hết kìa. Trắng nõn như lăng bạch tạng luôn á. Giờ mặn hai con này, chút nữa mấy anh em nấu canh ăn. Còn hai con này là Tâm làm được hai món, là một món là nấu canh chua, canh chua với lại trái bứa dây á, với lại còn mình cắt ra mấy khứa mình kho cả nhà, kho ba anh em ăn cơm quá đã. Tâm làm xong rồi cả nhà, một con cá lăng với một con cá lóc nè. Thì măng này là hồi ngày hôm qua hái nè, sáng giờ luộc á, luộc 3-4 nước luôn đó, cho nó bớt cái vị đắng. Với lại măng tre gai này á, nếu như mà mình không luộc mình ăn sáng sớm á, là dễ bị nhức mình á, nên ra là mình phải luộc trước cho nó bớt cái chất độc nó. Ôi ôi con này, con cá mỡ nè cả nhà, cá mùa lũ này á, nó ăn no mồi á, mỡ nó đã không. Anh nào phần nấy này, cái phần này Tâm kho thì dùng cái đầu với lại cái hàm dưới của con lăng á là mình nấu canh măng thẳng mỡ luôn nè, thẳng mỡ nấu canh. Cá mùa nước thì nó mập này nha, con nào cũng nấy ốc nóc không, em tài bắt lên con nào nấy cũng vậy, mập ghê luôn. Cá mùa này nó mập ghê vậy. Mở thắng ra rồi. À, ghê. Bỏ bớt vô trong cái nồi cá kho để hồi nữa nó nổi lên ăn ngán lắm anh ơi. Đang chịu nổi đâu. Rồi, đổ cá vô em. Nước hả? Lấy nước bỏ vô. Lấy mình vô cái cây xuống. Kèo vậy là cái con cá nó nấu canh nó đỡ bị tanh, nó không bị tanh luôn. Lửa trái to đó em, như trái táo luôn kìa. Ôi ôi, bữa dày đúng không Tài? Cái loại này, cái loại đây là trời ơi, nó chua thôi. bốn trái, năm trái rồi, nhiều quá chua ăn không nổi đâu. Chua lắm luôn á, nhiêu đây được rồi Tài Hạnh ơi. Nhiêu đây được rồi. Nhiêu đây khới luôn á. Ừ, em tách mà anh ơi răng rồi. Ủa này chấm ngớt anh. À, anh ơi. Giống cái cốc không anh? Ừ, nó ná như cái cốc vậy. Ngon lắm cả nhà. Cái vị chua của nó là ngon cực kỳ luôn á. Hạnh sách mà sắc mà chảy nước miếng luôn á. Chảy được luôn. Ừ, ủa này nấu cái chua ngon lắm nha. Chua dùng nữa đi em, chua á. Rồi trái chua dữ lắm.
đường nhiều nhiều vô. Chanh xíu bột ngọt. Rồi rồi rồi. Ít. Bột ngọt là mình không nên ăn nhiều, ít thôi. Cho nó có vị vô được rồi. Rồi, đổ vô. Ôi giời ơi, cái bông bông cá nè. Này là bông bông cá nè. Cái này là bao tử nè cả nhà. Bao tử cái lăng nè. Nó giòn cho ấy luôn anh ơi. Giòn sực sực cả lắm. Điềm lắm. Còn miếng nước mắm vô vậy cho hồi nó thấm luôn. Thêm nữa em, thêm miếng nữa. Để lạc à, miếng nữa. Rồi rồi. Chín lên màu đã ghê không? Hấp dẫn ha. Nhặn mấy con hành xuống nữa là nó mềm nó chín rồi. Tầm kho cá tầm mười thì bỏ tiêu nhiều lắm nhưng ăn ngắm. Quá ngon. Hấp dẫn không? Quá đã. Ừ, nó lên màu nè. Quá đã bụng quá. Cơm em ơi. Vô cơm. Cơm hành. Cơm. Rồi canh chua nhìn được bén nè. À, cá. Canh chua, cá lăng. Hôm nay thì bữa hôm nay thì em ăn ké cá của anh Tâm. Tối nay em đại lại cá ha. Tối nay mình ăn món khác hả? Cá nướng, tối nay em đại anh cá nướng. Ok, cá nướng. Trời ơi, cả nhà ơi. Đặt thằng nhìn đá không nè. Thơm ha hành. Rồi cả nhà mình dùng cơm với mấy anh em nha. À, quên đó anh ơi, gấp miếng đồ ăn để lại đi em. Hôm nay mấy anh em mình đi cũng thất thu ha. Chưa được nhiều nữa. Hôm nay là đủ ăn rồi em ơi. Ui, cơm trái có trái luôn kìa. Trái nhìn đã ha. Trời ơi. Trái này ăn cá kho hả? Có. Dứt miếng nha. Dứt, dứt. Là hơi miếng rồi. À, xin phép anh trước ha, em ăn trước nha. Ừ, ăn đi em. Mạnh đi. Mời mọi người miếng cơm cháy nha. Giòn. Có miếng cá không? Em đậm dưới đi á. Gấp miếng đại lại nha. Cái phần cơm này cả nhà là anh em dùng rồi. Nên rằng là hồi nãy có dùng trước rồi đó. Thì người chén nha. Rồi thành ra là bây giờ mình không có múc, mình cúng lại. Đó, chỉ cúng hai phần đồ ăn thôi. Cúng được là mình ăn sau. Gấp miếng cá, miếng măng lên hành. À, hấp dẫn nè. Bây giờ nên ăn cơm với mấy anh em nha. Rồi ăn thử cái tay, thử cái anh con coi cho. Bỏ cái miếng cá lên miếng cơm trái đã. Rồi. Vậy phải không? Ăn đúng bài không? Béo ngon. Rõ quá. Có mặn hay lạc gì không? Vừa ăn vừa ăn. Rất là ngon. Tôi lý là làm chớ cái nữa. Trời, cơm trái thành nấu giòn. Khấu à, anh đã thôi chứ. Bẻ vô ăn, bẻ vô ăn. Đó. Anh là anh luôn. Là anh mê cái vụ này lắm, bóc luôn. Đó, lặn ra luôn. Trời ơi. Là cướp hết luôn anh. Trời ơi. Giòn thịt chứ. Nè. Đó, em bẻ ra cho anh Tâm á. Rồi, cảm ơn em. Cơm trái là phải ăn bóc. Quốc chấm vô luôn, chấm vô luôn cũng được đó. Lấy cá em bỏ lên cho. Nè. Rồi, cảm ơn đó. Em. Mời cả nhà mình ăn cơm với lại ba anh em Tâm nha. Ăn hạnh ơi, ăn tài ơi, ăn hạnh đi em.
ngon. Ôi nó đã giòn, nè. Ăn nó giòn sực 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 vậy đó. Ngon ngon ngon. Ngon lắm. Cá nó béo ha. Thì miếng cá. Có lần khò béo quá. Ăn về mà ngon rồi ta. Béo. Nóng lắm. Ngon thì nó giòn. Nhai giòn giòn đã lắm. Trái giòn luôn nè. Ngon rồi. Chấm vô luôn rồi. Anh chấm vô luôn em. Cơm thì nó giòn mà cá là nó béo. Vậy còn gì bằng nữa tay. Đúng rồi. Cái này cũng ngon nè. Hợp lý á. 10 điểm. 10 điểm 10 điểm. Em ăn ớt dữ á. Cá vừa ăn rồi phải không? Ngon. Đây nhiều khi ăn kho thì nhiều khi kho anh... kiểu miền Tây á, ngọt ngọt. Ăn ngon. Kiểu kho kiểu như miền Tây á, bà con miền Tây hay kho vậy nè. Em thích ăn kiểu miền Tây. Mạnh nha Hạnh. Ngon quá. Anh mời cầm trái. Miếng năng nữa. Năng đắng không? Chắc hết đắng rồi ha. Hết đắng rồi, mấy nốt rồi. Hết đắng luôn. Không có miếng luôn á. Chúng ta nấu canh chua ăn ngon quá vậy. Ngon chứ trời. Làm chén á. Được không? thiếu. Thiếu rượu. Quên rồi, cái này thiếu rượu. Có, canh có. Uống rượu là nhức nách luôn. Có, chờ anh thiếu, chờ anh thiếu. Anh lấy ra. Anh lấy ra hàng hả rồi, quên nữa vụ đó nữa. Canh chua mà hút miếng chua chua mà quất ly rượu vô nữa. Tét cái nách luôn á. Miếng coi vừa ăn không em? Ngon quá trời luôn. Cái măng này đúng giòn thiệt chứ. Măng tay gai. Anh thử cục đây. Thử miếng canh chua. Ngon lắm. Chắc phải đầu quanh cho anh Tâm quá. Giờ ké quá rồi, ngon. Anh với Hạnh á, là chuyên môn là nấu ăn á, là kiểu như là trước như đầu tiên nhất á, là mình ở trong những cái môi trường như rừng rú vậy nè, là tuyệt đối là mình làm phải sạch hết mức có thể luôn để rồi mình nấu lên mình ăn cho nó cảm giác như nó ngon á em. Ôi ôi sâm nha Hạnh, sâm ô linh đấy anh ít thôi. Thấy vậy á, cả nhà nhìn thấy nó có một miếng vậy nè, thật sự nó sâu lắm luôn trong này nè đó. Nó sâu lắm luôn, ở chỗ có một khúc ở chỗ luôn á. Giờ anh trước luôn hả Tài? Okay. Mời cả nhà rồi uống cốc rượu với Tâm với hai anh em nha. Em làm chén cơm đó. Samolin tự tay ngâm. Quá đã luôn á. Này nè. Nó thơm lắm. Anh Tâm ơi. Dạ. Yeah. Sao này không, anh chưa có vợ mà uống kỳ lắm á. Tại phải cho mà. Uống nhiều lên. Gì ít vậy? Nhiều lắm. Đầy vô đi. Hạn chế gì kỳ quá. Đầy lên. Đầy lên. Đó. Nữa. Trời đầy vô luôn hả? Đó. Tràn luôn đó. Trời ơi. Quá không biết rót rượu rồi. Tiểu nhị nè. Tiểu nhị luôn. Rồi, em cũng mời xin phép mời cả nhà nha, mời anh Tâm mời Hạnh nha. Rồi, giới đi em ơi. Cái ly này vẫn chưa đủ đồ, em bự lên đó. Tài là đồ mạnh lắm. Em đồ yếu. Ấy, chết rồi. Đúng đi. Đủ ra bao nhiêu là vô luôn. Anh mời cả nhà nha. Trong rừng này á mà có chén rượu vô nó ấm rồi anh Tâm. Ấm thiệt luôn á. Uống vô nó ấm người. Còn gì bằng nữa, làm miếng cơm trái vô nữa nè. Ồ, nó ngon. Mình đi mưa á. Ừ. Làm chén rượu ấm. Vô á, ấm. Miếng cơm trái đã, hộ nóng nè, bốc khói luôn nè cả nhà. Nhà ngon thiệt chứ. Đã chưa? Anh mạnh đi anh em ơi. Cá im mà không Tài? Cá ngon, cá ngon. Quanh luôn. Mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em nha. Trời ơi, xa xa đen trời luôn nè cả nhà. Ghê không? Rừng mùa này là nói chung là cứ hả chiều là trời sẽ mưa. Mấy anh em Tâm thì đóng cái trại ở đây nè. Tâm chuẩn bị củi, bếp, nút rồi đầy đủ hết rồi. Phần củi nè, một đống củi chà bá luôn. Tâm với Hạnh chuẩn bị xong cái đống củi rồi cả nhà. Cái đống củi to lắm nè. Như đây là giữ ấm ở trong cái liều của mình đó là tuyệt đối luôn. Đã
ở ngoài á, thời tiết á nó lạnh vậy nè, mà ở trong cái liều của mình nó có một cái đống lửa như vậy nữa là nó rất là đã luôn, cái cảm giác như nó ấm lắm. Mưa tới rồi. Tay giùm Hạnh xuống thăm giùm Tâm á. Rồi nước này chính giữa nè, giữa dòng này cả nhà nhìn nè. Nó cuộn hay ghê không? Đợt này nước nhiều ghê. Hai luôn rồi phải không? Hai luôn rồi. Ở hình như ở Đà Nẵng của mình đó, mình còn nhiều cá mồi mà. Đúng. Hai anh em Tâm cũng thăm xong rồi cả nhà. Thay hết nguyên cái vàng lử rồi. Vậy tăng này thay xong rồi tầm khoảng cỡ 9-10 giờ đó, là hai anh em đi thăm. Bữa nay thì cá nó dính cũng không có nhiều nha. Qua nay thì Tâm được mới có 2 con rồi, chưa có bắt được cá nhiều. Vậy về chòi Hạnh ơi. Mưa nè. Ừ. Về chòi cho ngắm. Cái gì vậy? Lá chua. Lá chua hả? Nấu anh chua. Hai mấy lá rồi. Có hai nữa. Ừ. Hai trên thôi, thuận dưới nó già đó. Nó già. Dạ, có lý lắm nha Hạnh. Mùa mưa này mà còn cái này là hiếm lắm đó nha. Tại ơi, hiếm lắm em ơi. Đó, được ha. Mọi người xem thì kênh này chắc chưa biết gì đâu ha. Chưa đâu, dứt đi. Phải quảng cáo mới biết được chưa. À, xin giới thiệu với cả nhà này là ươi nè. Vô tay. Vô. 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 Mời cả nhà luôn. Này là cái hạt ươi mà mùa nắng năm trước á, Tâm thu hoạch á, thì anh em cũng còn chờ lại một ít á để dành đi rừng ăn á. Ôi ôi, hiếm lắm á nha. Mùa mưa này hiếm thiệt á. Mùa mưa này có thì nó không nở hết rồi. Mời cả nhà nha. Mát Hạnh. Đã quá. Ra vô là húp nghe thôi. Nữa. Đâu còn cái hộp nguyên không, đưa anh dầm cái đây, từ năm ngoái tới năm nay luôn, không mùa nắng chứ, mùa nắng này cả nhà, hạt ươi á, mùa nắng nó mới có, mùa mưa này là nó nở rồi hết rồi. Thì cái này vừa rồi á là Tâm có ghi hình lại những lúc đi lượm cả nhà, trong những cái video mà mùa nắng á, như anh em có chừa lại để dành đi rừng có ăn. Còn nhiều lắm Tài, chút ngâm nữa. Còn nắm này bự nè. Em còn đá không à? Này là ươi bay nè. Cái màu của nó cả nhà mình thấy không? Nó xanh lên luôn. Đã lắm. Đó, mỗi lần đi cứ đem theo cỡ khoảng hai mấy hộp vậy. Hai mấy ba chục hộp nè ăn. Em Hạnh đang ngâm tiếp nữa kìa. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Tài đang đóng cái sạp đi nướng cá. 4 cây luôn hả? Cây ngang qua rồi bỏ nó lên. Than đã quá. Trời mưa là lạnh mà nguyên cái đống than à. Ồ, tối nay em Tài đãi Tầm với em Hạnh ăn cá nướng nè cả nhà, quá trời cá luôn rồi. Ồ, có Tâm phái nhất là con này nè, con cá chiên. Cái con này là anh mặn nó lắm đó nha Tài. Ok. Anh kiếm nó hoài luôn á mà chưa bao giờ mà thiệt cái nó bắt được con nào bự bự hết. Cá đó thì em với anh Nhân mới hay bắt được thôi. Anh thì có cái đợt vừa rồi á, đi cái chuyến mà vừa rồi anh em mình đi đó Tài, thì dăng được có 2 con bằng ngón tay. Bữa nay là gặp được nó bự hơn chút rồi nè. Này em Tài câu dính nha cả nhà. Tuần trước em bắt được mấy con bự lắm à. Em Tài thì chuyên môn là câu cá chiên nè. Còn Tâm thì chưa, Tâm chưa đụng. Này em Tài đãi nguyên một sâu của mấy anh em luôn nè. Hạnh ơi, tới lắm nha Hạnh. Ngon lắm nha. Bây giờ chờ xíu nữa cái gác lên nướng thôi. Đã ghê cả nhà.
con bên này nè là lăng vàng nè, hai con ở giữa là lăng đỏ, con ngoài bìa này là lăng dơ, là lăng dơ cá chiên, là một loại luôn á, quá hấp dẫn, chất lượng thiệt chứ. Cọc dây rừng luôn chứ giờ có dây đâu mà cọc này chứ nó cứng lắm à, cọc dây với dây leo lại dai. Phần cá này chín rồi các bạn, cá chiên rồi, cá rồi, giờ bắt đầu mới đem dùng cơm tối rồi này, ăn với cá nướng quá hấp dẫn luôn cả nhà. Bữa nay em tài đãi đầm con cá nướng nè. Giờ con này phần của Tâm nè. Mời cả nhà mình ăn cơm với lại ba anh em Tâm nha. Cá lăng vàng mình nướng lâu khô anh. Nó ngon kìa. Nha, cái phần bụng nè. Ôi. Ôi. Đã kìa. Em khoái nhất ăn cái phần này chứ sao nó béo á. Để gỡ cái hàng xương này bỏ đi đã rồi mình quất nốt phát luôn. Đưa vô muối vô nữa. Muối phải không? Muối là phải có miếng ớt vô nữa. Ôi ôi. À, Tài cũng xin phép mời cả nhà nha. Hấp dẫn luôn. Quá đã. Em Tài mới mời Tâm một con cá chiên này cả nhà. Nãy giờ Tâm cũng thử thưởng thức nó rồi, thịt nó ngon cực kỳ luôn á. Lần này nữa là lần thứ hai anh ăn cá chiên á Tài. Đi với em biết rồi, ăn được ăn nhiều à. Mời cả nhà mình nha. Ngon quá nè. Nè anh ơi. Em mới lấy xương rồi, em ăn một miếng hồi nãy rồi. Quốc đi, tay em sạch. Cảm ơn em. Đó. Làm muối lên không? Em quốc cho miếng muối. Cắm vô luôn. Đây. Quá. Thật sự mà nói luôn thầy, cứ ở rừng nhiều khi mình bắt có bữa nhiều bữa ít đó cả nhà, nhưng mà chủ yếu là anh em vui rồi, một hai con cá vậy lên xong cái mình nướng thì tối cái mình làm một cái cử cơm vậy ăn kèm với lại canh với lại một hai hớp bia hoặc là một chung rượu nữa mà nó rất là vui luôn á. Hạnh ăn ngon luôn. Ăn mạnh nha em. Mời cả nhà nha, miếng cá nướng với Tâm nha. Ba anh em mình xay hết cái nồi cơm đó là ngủ ha. Ngon nè. Hết giờ luôn. Làm miếng cá vô ngon thiệt chứ. Cá nướng kìa Hạnh. Ngon. Hôm nãy cũng tranh thủ làm trước chén cơm mình nè. Ngon quá. Cơm rừng rồi. Có cơm trái luôn hả Tài? Ờ, cơm trái hả? Ừ, dưới đây nè. Từ từ. Có. Em tranh thủ ăn miếng canh đó. Canh hành nó ngon quá. Ngon quá. Măng này luộc mấy nước là hết đắng liền ha. Ủa, làm vô anh ơi. Anh mời cả nhà nha. Ôi ôi, anh luôn cắn miếng cá kìa. Đã. Đúng đã luôn ha. Dạ, béo, nó béo cực kỳ luôn á. Ủa, cái lăng này nè cả nhà, nó nướng lên nó ngon ghê luôn á. Đợt trước á, là Tâm đi với em Tài, rồi với lại anh Nhân nữa với em Hạnh, là đi săn cá chiên ở cái vùng thượng nguồn ở trên á. Thì cái chiến vừa rồi á là nay chắc cũng khoảng nửa năm rồi là Tâm bắt được có hai con nhỏ xíu à, ăn cũng có ngon. Thì đợt này á là lần này là gọi là lần thứ hai luôn á mới được ăn cá chiên á. Hy vọng là anh em mình sẽ vô cái mùa mưa này sẽ chiến nhiều hơn nữa Tài ơi. Con cá này nó cũng hiếm, bây giờ nó hiếm dần rồi. Khó. Đúng rồi. Cái loại này là bây giờ nó hiếm cực kỳ luôn đó nha. Cái loại cá chiên cá lăng dơ này nè. Nên là cái cơ hội mà Tâm kiếm được á nó cũng hơi khó á. Hy vọng là những mùa mưa này thì mấy anh em sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Mời gia đình mình ăn cơm với lại ba anh em nha. Lùm rậm ghê luôn. Ủa, măng sậy nữa nha. Măng sậy. Cái này vẫn ăn được á. Chua chua này ngâm chua ngon lắm nè. Tới giờ em thấy không? Ê! Vĩnh Hồng! Vĩnh Hồng! Chờ.
Má, được rồi, thấy rồi. Cẩn thận nha, qua anh bị sảy hết con rồi đó. Coi cái lử nó dính sao. Dính mép anh rồi. Bự không? Đây. Cô lý. Được rồi. Này có khoảng cỡ 2kg không ta? Chứ mấy 2kg á? Chứ mấy á? Đuôi đỏ, lăn đuôi đỏ. Nguyên một cái luồng câu của Tâm từ hồi sáng tới giờ cả nhà, hai anh em lội đi thăm á, mà lội mệt luôn á, cẩn thận coi chừng nó giải đó. Em ơi, hai ngạnh nó lại rồi. Còn hai để nó giải á. Hôm qua Tâm bị sảy một con lăn đuôi đỏ cũng đồng đồng á, bắt được một con thì một con bự sảy, bữa nay dính được một con nữa, chờ anh chứ. Ra chỗ nào trống trống à. Nào. Ôi. Đẩy xuống luôn. Đẹp ha. Mày đẹp ghê luôn. Sóc mép bên đây hả? Sóc mép bên đó. Đuôi nó. Ừ. Ừ, nó hồng nè. Cá mùa nước nè, cái nhà nó hồng ghê luôn. Để xíu đỏ màu luôn. Lên bờ hồi là đổi màu à. Khi mấy 2kg á. Đúng không? Khi mấy gần 2kg á. Đẹp ghê. Cái có thịt được rồi. Con thứ hai cả nhà. Ý tính ra là con thứ ba lận mà qua sảy con uổng quá. Đâu. Này đẹp quá ha. Ừ. Mạnh ghê nè. Chỗ đó đẹp ghê. Con lăn ở chỗ này là cái nước nó bạc với nước đỏ cả nhà. Đâm ra là cái màu của nó là nó hường nó lên vậy nè. Đẹp phải không? Ô cái đuôi nè anh. Cái đầu cũng dài. Con này tầm khoảng cỡ ký rưỡi hơn, ký không tới 2kg đâu. Nguyên một từ hồi sáng tới giờ nguyên một luồng câu của mấy anh em luôn, chỉ duy nhất là được vậy thôi nè cả nhà, một con một à. Ngày qua thì bắt được một con rồi, tâm dở lên bị sảy hết con nữa rồi, thêm một con cá lóc nữa. Đợt này nói chung là có cá ăn nè, chứ không nhiều. Sách về anh ơi, sách về trời. Chém em nãy à. Em ôm lại nó chém nhẹ cái mà cũng chảy máu. Cầm trên á, cá nhỏ em cầm trên á, đừng cầm dưới, nó khép lại là chém á. Dây được rồi. Dây tay. Giờ là bắt đầu là mấy anh em Tâm kết thúc cái chuyến hôm nay cả nhà. Thì cái lượng cá mà bắt được á, cái đợt này á, nói chung là cũng không có nhiều. Em Hạnh đang tải đồ, em Tài ở phía trước cũng đang tải đồ luôn. Còn Tâm thì cũng đây. Tâm chơi nguyên cái hùng đá luôn cả nhà. Giờ bắt đầu nước cái bữa nay nó lớn lắm, lũ về á, thành ra là mấy anh em Tâm á là phải đổi hướng về. Tâm phải vượt qua một cái đoạn này để mình di chuyển lên trên cái hướng trên á, mình mới qua con thác này được cả nhà. Tại vì bữa nay lũ nó rất là nhiều luôn, nước nhiều lắm, là cái thuyền của em Tài á là cái máy nhỏ, ba anh em với lại đồ không thể nào mà tống qua được hết á, đâm ra là phải đổi hướng băng qua cái con đường mòn này rồi lên cái cánh trên mới ra được. Đồ đạc là mấy anh em chia nhau ra chứ. Trưa hôm nay là mấy anh em Tâm là quyết định là mình sẽ kết thúc cái chặng hành trình săn cá mùa nước lũ hôm nay á cả nhà. Thì ít hôm Tâm lại tiếp tục đi săn nữa. Bây giờ trước mắt là về á là mấy anh em gia cố thêm đồ đạc nữa, rồi sạc những cái đèn pin đồ để cho nó đầy điện á cả nhà, rồi mình lại tiếp tục chinh chiến nữa. Gia đình mình thấy sau lưng Tâm không nè, nguyên con thác rất là lớn luôn. Là bây giờ là Tâm với em Tài sẽ dùng cái cây cái xuồng này nè, là mấy anh em Tâm sẽ vượt qua. Thì ba anh em Tâm là còn một chặng hành trình là vượt sông nữa khúc này nữa nè cả nhà. Đoạn này thì nó im nhưng mà qua tới khúc dưới đây nè, trời ơi thác nó dập dìu luôn á. Thì chắc hôm nay là Tâm xin được kết thúc video tại đây nha. Cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Trời ơi em ơi.